quý vị, trong chương trình kỳ trước, chúng ta theo dõi câu chuyện của gia đình anh Kiên về chị Hà khi mà quan hệ hôn nhân gần như đứng bên bờ vực thẳm là ly hôn. Liệu tổ hòa giải có cứu vãn được hôn nhân của họ hay không? Bây giờ Hoài Nga mời quý vị cùng với luật sư Trương Thị Thanh Thủy, giám đốc văn phòng luật sư Trương Thanh, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện trong Tình làng nghĩa xóm. Dạ, lâu quá mới thấy chị ghé nhà em, uống nước chị. À, cảm ơn chú. Dạ. Hôm nay á, chị qua gặp chú có chút chuyện. Mà dạo này đó, tình hình sức khỏe chú làm sao rồi? Công việc kinh doanh vẫn tốt hả chú? Dạ, sức khỏe của em dạo này nó cũng vậy. Lúc mệt, lúc thì rất mệt. Còn giờ em cũng chỉ quanh quẩn ở đây thôi, chứ không có đi đâu được á chị ơi. Còn cái chuyện kinh doanh của em á thì nó cũng tạm tạm, nói chung là đủ sống. Nhưng mà chị ghé nhà em hôm nay có chuyện gì không? À, chuyện làng dày. Chị có nhận được cái đơn của Hà vợ em, nhờ tổ hòa giải đó giải quyết cái mâu thuẫn giữa hai vợ chồng em. Mà vợ chồng chú có chuyện gì mà không giải quyết được vậy? Dạ, chị hỏi em cũng nói thiệt, là cái chuyện mà học hành của vợ em, từ cái ngày mà em bị bệnh, em thấy vợ em đi học gì mà cứ liên quan tụ tập với bạn bè suốt. Em thấy là không ơn cái bụng của em rồi. Mà chị thấy đó, phụ nữ học hành chỉ cho nó nhiều, chỉ cần ở nhà chăm chồng chăm con là đủ rồi. Nhưng mà vợ em đâu có chịu nghe, buộc em phải làm căng lên. Nếu như mà cô ấy còn không nghe nữa thì ly hôn. Chú cứ bình tĩnh đi, chuyện nó có gì đâu mà phải làm căng như vậy chứ. Chú nghe chị nói nè, thật ra đó chú suy nghĩ như vậy là không đúng rồi. Bởi vì vợ chồng lại phải tạo điều kiện cho nhau. Chị nói chú nghe nè, theo điều 23 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định vợ chồng có quyền và nghĩa vụ tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau trong việc chọn nghề nghiệp, học tập nè, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Chị nghĩ là chú phải ủng hộ và tạo điều kiện cho Hà nó được nâng cao học tập trình độ chuyên môn chứ. Ủa? Em vẫn đỡ đần phụ vợ em mà chị. Chị thấy đó, từ lúc mà em nghỉ làm do bệnh á, em vẫn buôn bán kinh doanh online. Nhưng mà em nghĩ cái chuyện học nó không cần thiết đâu chị ơi. Chú Kiên à, chú làm như vậy là tốt. Mà chị nghĩ á, Hà nó có cầu tiến như vậy á, thì chú là phải ủng hộ cho vợ mình nữa chứ. Vợ là thời đại của bằng cấp. Mình mà không học á, là mình sẽ lép vế hơn người ta. Nhất là sau này nè, Hà vợ của chú á, có điều kiện thăng tiến thì sao? Ông bà ta có câu á, thuận vợ thuận chồng á, tát biển đông cũng cạn ha. Cùng nhau cố gắng, cảm thông cho nhau thì chuyện nào cũng được giải quyết hết á. Như vậy á, thì mới là đồng vợ đồng chồng đó chú Kiên à. Chị ơi, chị cứ nói sâu xa. Cái việc thăng tiến không đến lượt vợ em đâu chị ơi. Em chỉ cần vợ em làm tốt cái vai trò người vợ đảm là đủ tốt lắm rồi. Chú nói như vậy là không có đúng rồi. Chị thấy chú may mắn á, đã lấy được một người vợ đẹp người đẹp nết, lại có chí cầu tiến nữa. Cho nên á, chú nên suy nghĩ lại và phải biết trân trọng những cái gì mình đang có. Đó, chú thấy không? Như là chú bị bệnh tật đó, nhưng mà anh Hà nó vẫn yêu thương chăm sóc, cũng không bỏ bê và cũng không xem thường chú, mà lại chu toàn trước sau nữa. Nó chỉ phấn đấu học hành để có được công việc tốt hơn thôi. Cho nên á, chú nên ủng hộ nó chứ. Còn nữa nè chú Kiên, vợ chồng là duyên nợ thì cần phải quý trọng những gì mình đang có chú à. Chú mà cứ tiếp tục cư xử như vậy thì hạnh phúc của vợ chồng chú khó mà giữ được lắm đó.
bát nước đầy sẽ tràn, thì không thể nào hốt lại được đó chú. Ủa Hà, em mới đi làm về hả? Dạ chị qua lâu chưa? Đúng lúc á, chị cũng đang muốn nói chuyện với cô Hà nè. Dạ. Nãy giờ á, chị cũng đã nói chuyện với chú Kiên rồi, thì chắc Kiên cũng đã hiểu ra rồi. Thôi cô Hà yên tâm nha, việc của chị cũng đã xong rồi. Giờ là chuyện của hai vợ chồng tự giải quyết với nhau. Giờ cũng đã trễ rồi, thôi chị về nha. Nhưng mà cô chú có ý kiến gì nữa không? Thiệt anh thấy anh hồ đồ quá. Anh thấy mình có lỗi với em nhiều quá. Nghe chị Hằng phân tích á, anh đã hiểu rồi. Anh sẽ không có ngăn cản em nữa, và anh sẽ ủng hộ em hết mình. Em cứ việc an tâm mà đi học tiếp nha. Thì em vẫn giao hàng phụ anh chứ bộ. Mà em nói nha, anh cho em đi học rồi á, thì đừng có hở tí ra đòi ly hôn. Em có chú tâm em học được đâu. Anh biết lỗi rồi, làm sao mà ly hôn được chứ, anh hứa. Đó, như vậy mới đúng là người chồng thương vợ nè. Dạ. Thôi, bây giờ chị về để cho hai vợ chồng có thời gian giải tỏa nhõm ức với nhau nha. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Rồi, không có chi mà. Thưa luật sư Thanh Thủy ạ, chị Hằng là tổ trưởng tổ hòa giải thì có viện dẫn điều 23 luật hôn nhân và gia đình khi mà đến hòa giải cho anh Kim và chị Hà để hai anh chị hiểu ra vấn đề. Những điều mà chị Hằng phân tích thì rất là hợp tình hợp lý, đúng không ạ? Chị Hằng là tổ trưởng tổ hòa giải đã viện dẫn đúng điều luật, cụ thể là điều 23 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định đó là vợ chồng có quyền và nghĩa vụ tạo điều kiện giúp đỡ nhau chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Thì theo đó, chị Hằng khẳng định là chị Hà có quyền được học theo nguyện vọng và khả năng của bản thân, và đã giải thích, phân tích hiện nay là thời đại của bằng cấp. Không học thì sẽ lép với so với người khác, và giải thích là việc học là có thể tạo điều kiện để chị Hằng thăng tiến trong công việc sau này. Thì chị Hằng cũng đã khéo léo sử dụng những câu nói như là thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn, hay là đồng vợ đồng chồng, và khen anh Kiên là may mắn vì đã cưới được một người vợ là vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại có chí cầu tiến. Dù anh bị bệnh tật hay là bị thương thì chị vẫn yêu thương chăm sóc và không có bỏ bê, cũng không xem thường anh, và chu toàn hết là việc nhà và cả việc bên ngoài. Thì từ đó là thấy rằng là chị Hằng là người có am hiểu về pháp luật và rất khéo léo trong việc giải quyết bế tắc hôn nhân cho anh Kiên và chị Hà một cách rất là hợp tình hợp lý. Liên quan đến mối quan hệ hôn nhân gia đình thì luật sư Thanh Thủy có thể thông tin thêm về những cái mức xử phạt đối với các hành vi bạo lực gia đình nếu có xảy ra? Theo quy định tại điều 52 của nghị định 144 năm 2021 của chính phủ thì quy định hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình sẽ bị xử phạt như sau, đó là phạt tiền từ 5 triệu đồng cho đến 10 triệu đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây, đó là sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình và không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời, hoặc không chăm sóc nạn nhân trong cái thời gian nạn nhân điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, thì trừ những trường hợp mà nạn nhân từ chối. Vậy thì còn những cái hành vi nào thì sẽ bị xử lý như là truy cứu trách nhiệm hình sự, thưa luật sư? Thì người có cái hành vi bạo lực gia đình thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội là ngược đãi hoặc là hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ, chồng, con, cháu hoặc là người có công nuôi dưỡng mình. Cụ thể được quy định như sau, đó là người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm đến thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần,
đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Ngoài ra, trong trường hợp hành vi bạo lực gia đình dẫn đến đủ căn cứ để cấu thành các tội khác trong bộ luật hình sự như ví dụ như là tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc là tội hành hạ người khác, trường hợp gây chết người thì còn có thể là bị truy cứu về tội giết người, thì người phạm tội sẽ bị xử lý tùy theo cái hành vi, mức độ phạm tội và hậu quả mà mình đã gây ra. Và thưa luật sư ạ, trong cuộc sống hôn nhân gia đình mà nếu như mà cơm không lành canh không ngọt á, thì người phụ nữ có quyền được yêu cầu tòa án giải quyết cho mình ly hôn hay không? Và quyền của người vợ trong cái việc yêu cầu ly hôn được thể hiện ở những cái nội dung nào ạ? Vâng, thì khi mà trong cái quan hệ vợ chồng mà cơm không lành canh không ngọt á, mà cái mâu thuẫn của vợ chồng nó trầm trọng và nó kéo dài, mà các bên đã cố gắng hòa giải rồi nhưng mà không được, thì người vợ là có quyền yêu cầu tòa án giải quyết cho ly hôn. Thì quyền của người vợ trong việc yêu cầu ly hôn được thể hiện ở những nội dung như sau. Ví dụ như là được quyền thỏa thuận để thuận tình ly hôn với người chồng, hoặc là đơn phương ly hôn mà không cần có sự đồng ý của người chồng và gửi đơn đến tòa án có thẩm quyền để được giải quyết ly hôn theo quy định. Thì được quyền yêu cầu chia tài sản chung có được trong thời kỳ hôn nhân, dành quyền nuôi con, rồi quyền yêu cầu cấp dưỡng nuôi con. Thì ngoài ra thì trong trường hợp mà vợ đang có thai, sinh con hoặc là nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì người chồng thì không được quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp này. Nhưng ngược lại thì người vợ nếu là theo nguyện vọng của người vợ mà nếu người ta cho rằng là người ta không thể nào mà kéo dài được cái cuộc hôn nhân này nữa, thì trong trường hợp này người vợ vẫn có quyền để yêu cầu tòa án là giải quyết cho ly hôn và tòa án vẫn có thể là chấp nhận cho người vợ được quyền ly hôn. Dạ vâng, và kết thúc câu chuyện thì nhờ cái vai trò của sự khéo léo của chị Hằng, tổ trưởng tổ hòa giải á, thì cũng đã quyết thuyết phục được và giúp cho anh Kiên hiểu ra những cái cư xử không đúng với vợ mình và giúp cho hai vợ chồng đã tìm được tiếng nói chung và cứu vãn được cuộc hôn nhân của cả hai. Vậy thì qua câu chuyện hôm nay thì luật sư Thanh Thủy có những cái chia sẻ hoặc là nhắn nhủ nào gửi đến quý vị khán giả về vai trò của mỗi cá nhân trong việc giữ mối quan hệ ấm êm trong gia đình cũng như trong xóm giềng không ạ? Vâng, thì qua câu chuyện hôm nay thì chúng ta thấy rằng là giữa vợ chồng anh Kiên và chị Hà là chưa có cái sự tin tưởng lẫn nhau và chưa có sự thấu hiểu, chia sẻ cũng như là cảm thông cho nhau trong cái cuộc sống hàng ngày. Thì hôn nhân bền vững cần có sự vun đắp, cố gắng từ phía cả vợ và chồng, cần có sự nhường nhịn và bao dung những cái khuyết điểm và thiếu sót cho nhau, và cần có sự nhìn nhận khách quan, công bằng về vai trò của mỗi người trong gia đình và tôn trọng giúp đỡ nhau trong việc nhà, việc riêng của mỗi người. Rồi những vấn đề mà tôi vừa trình bày thì trông có vẻ nó rất là đơn giản nhưng mà thực tế thì để làm được thì rất là khó. Và nếu không có sự cố gắng từ phía hai bên thì rõ ràng là hôn nhân không thể bền vững và không thể hạnh phúc được. Và kết quả cuối cùng là sẽ ly hôn nếu cả hai không thể bao dung cho nhau và không tôn trọng và yêu thương nhau. Xin cảm ơn những chia sẻ cũng như là những lời nhắn nhủ vừa rồi của luật sư Thanh Thủy gửi đến quý vị khán giả. Và thưa quý vị, con đường dẫn đến hôn nhân hạnh phúc thì hoàn toàn phụ thuộc vào hai người. Không ai có thể giúp, không ai có thể cản được, không ai có thể làm cho hai người có thể hạnh phúc ngoại trừ bản thân họ. Vì vậy mà để giữ hạnh phúc thì giữa vợ và chồng thì cùng nhau nỗ lực vun vén, chia sẻ và cảm thông, thấu hiểu cho nhau. Có như vậy thì mới xây dựng và giữ gìn được mái ấm bền vững. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tình Làng Nghĩa Xóm cũng xin được khép lại. Xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.